Việc Rob O'Neil, thành viên của đội đặc nhiệm SEAL số 6, có thật sự là người trực tiếp hạ sát Bin Laden hay không đang là tâm điểm tranh cãi tại Mỹ. Tuy nhiên, thì trong cuộc trả lời phỏng vấn với một cựu nhà báo của CNN, O'Neil đã bác bỏ những lời chỉ trích cho rằng câu chuyện của anh là sai sự thật. Anh còn chia sẻ rằng không quan tâm đến những lời chỉ trích và cáo buộc anh nói dối. Trong cuộc trả lời phỏng vấn audio với nhà báo Alex Quader, cựu phóng viên CNN Rob O'Neil đã nói rằng điều quan trọng nhất mà anh học được trong 2 năm qua là việc anh có đúng là tay súng kết liễu Bin Laden hay không, không quan trọng nữa. Và lúc này, anh cũng không còn bận tâm tới chuyện này thêm. Trước đó, O'Neil cho biết anh đã bắn vào trán và giết chết Bin Laden. Tuy nhiên, một người đồng đội giấu tên của anh nói với CNN rằng một người lính khác đã bắn Bin Laden trọng thương. Hai tay súng tiếp theo tiến vào sau đó, kết liễu tên trùm khủng bố bằng một vài phát súng vào ngực. Trong cuộc phỏng vấn với Quader, O'Neil kể lại rằng anh cùng các thành viên trong đội đặc nhiệm SEAL số 6 đã nói chuyện với nhau về vụ khủng bố 11 tháng 9 trước khi tiến hành cuộc đột kích Bin Laden và họ còn nghĩ rằng họ sẽ không sống sót trở về từ nhiệm vụ. O'Neil cũng cho biết anh công khai mình là tay súng kết liễu Bin Laden vì gia đình của các nạn nhân vụ 11 tháng 9 và sau đó họ đã gửi lời cảm ơn đến anh.